Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạc vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ mà xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang bỡ ngỡ, thì người nói: ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, sách các ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói: có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn có sợ ma không? Các bạn có sợ ma không? Các bạn có thấy ma bao giờ chưa? Chưa thấy sao sợ? Cái mà mình chưa thấy, mình không biết là cái gì, có khi mình dễ sợ hơn. Còn cái mình biết, mình thấy rồi, có khi mình lại thấy an tâm hơn, không sợ, phải không? Cứ nhiều người bảo sợ ma lắm, mà bảo thấy gì bao giờ chưa? Chưa thấy ma, bởi vì biết đó là ma, nó là như thế nào mà lại cứ sợ. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu hiện ra cho các tông đồ, nhưng các ông cũng hoảng sợ. Hoảng sợ, chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo bình an cho các con. Anh chị em, nghe lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta cũng đang ở giữa giáo điểm tin mừng này, và Chúa đang đứng ở trước mặt anh chị em. Ngài đang hiện ra ở trước mặt anh chị em. Anh chị em thấy không? Thấy không? Ai thấy Chúa đang hiện trước mặt mình giơ tay? Đâu? Cho thấy hình của Chúa. Cho nên là thấy Chúa đang hiện ra trước mặt anh chị em. Có thấy không? Có thấy không? Không. Ai thấy Chúa hiện ra trước mặt mình đâu? Rồi chúng ta có thấy ma không? Cũng không thấy ma. Chúa cũng không thấy, ma cũng không thấy. Vậy mà lúc Chúa hiện ra trước mặt các tông đồ thì các tông đồ lại tưởng là à, ta thấy một cái lạ lùng như vậy. Cả Chúa cũng không thấy, cả ma cũng không thấy, mà bây giờ thấy Chúa hiện ra lại tưởng là ma. Vì lòng mình suy cái gì thì mình thấy cái đó, lòng mình nghĩ cái gì thì mình thấy cái đó, có đúng không? Có người mà lúc nào cũng nghĩ đến tiền, nhìn cái gì cũng thấy tiền. Cái người mà mê rượu, nhìn chỗ nào cũng thấy rượu. Cái người mà mê gái, nhìn đâu cũng thấy. Bà già 80 mà vẫn tưởng là con. Này làm gì mà quá phải không? Mê mẩn đến mức độ như vậy à? Thì ta thấy là nếu mà lòng mình lúc nào cũng nghĩ đến Chúa thì nhìn đâu mình cũng thấy. Mạnh lên, lòng mình mà nghĩ đến Chúa thì nhìn đâu mình cũng thấy. Miệng của mình nói về Chúa thì nhìn đâu mình cũng thấy. Tâm của mình lúc nào cũng niệm, cũng suy về Chúa thì ở đâu mình cũng thấy.
Cho nên các tông đồ vì thiếu lòng tê tê, thiếu lòng thiếu lòng thiếu lòng tín thác. Nếu mà có lòng tín thác thì các ông biết rằng là tất cả những lời kinh thánh chép về Chúa phải được thực hiện. Là sau 3 ngày người bị bắt, bị đánh, bị giết treo trên thập giá, chết sau 3 ngày thì Ngài sẽ sống lại. Nhưng mà ông không tin vào lời của Chúa, không tin vào kinh thánh, cho nên ông không tin vào quyền năng của Chúa. Vì thế mà đã được nghe là hai môn đệ từ Emmau trở về thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và mình nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đã nghe hai môn đệ đi trên đường Emmau trở về nói như vậy, đã thấy Chúa rồi, nhận ra Chúa lúc bẻ bánh rồi. Đang kể như vậy mà thấy Chúa hiện ra ở giữa các ông và nói bình an cho, bình an cho. Các bạn đưa cao lên, các bạn mạnh lên các bạn, bình an cho. Giữa lúc các bạn đang hoang mang bối rối, các bạn chạy đến với giáo điểm tin mừng này, Chúa nói bình an cho. Giữa lúc các bạn đang thất nghiệp, thất tình, thất bại, thất bát, thất vọng, đủ mọi thứ, các bạn không biết chạy đến đâu, rồi Chúa đưa các bạn đến đây. Trong lúc thất vọng, thất tình, thất bại, thất nghiệp, thất bát, đủ mọi chuyện, thì Chúa nói bình an cho. Nhưng vì các bạn cũng không có lòng tín thác giống như các tông đồ. Các tông đồ nghe nói như vậy, đáng lẽ thì phải vui mừng nói, ô Thầy, cho Thầy. Hóa ra Chúa đang chờ đợi một cái sự đón tiếp như thế, mà các tông đồ lại kinh hồn bạt vía vì tưởng là mình thấy. Vì tưởng là mình thấy. Lúc nào mình cũng nghĩ đến ma, cho nên lúc nào mình cũng thấy. Mình không nghĩ đến Chúa, cho nên thấy Chúa vẫn tưởng là. Mình không đọc kinh cầu nguyện, cho nên là lòng của mình cũng đầy tràn bóng tối. Bóng tối đấy là con. Đấy, con ma nằm ở trong lòng anh chị em. Khi anh chị em có những suy nghĩ đen tối, khi chị em ngờ vực, khi các bạn không có trong sáng trong cái suy nghĩ của các bạn, khi các bạn không có suy nghĩ mà trong sáng được, không có những lời nói trong sáng được, và không những việc làm trong sáng được, thì tất cả đó là một cái đêm tối, nghĩ đen tối, nói những gì cũng thấy một lập là lập lờ, một lời hai ý, nói trước thì quên sau, hứa rồi không làm, rồi các bạn làm việc cũng vậy, làm chỉ vì hư danh, làm chỉ để có lợi, làm chỉ để được người ta khen ngợi. Thì tất cả những suy nghĩ, lời nói, việc làm như vậy là những suy nghĩ, lời nói ở trong bóng tối. Đó là những con ma nghĩ, con ma nói, con ma làm. Cho nên có lúc các bạn làm những điều sai quấy bảo, ma nó làm ở trong tôi chứ tôi đâu có muốn làm đâu. Đúng không? Ma quỷ nó xúi tôi nói chứ tôi đâu có nói gì đâu. Ma quỷ nó xúi tôi nghĩ vậy chứ tôi đâu muốn nghĩ vậy đâu. Thì chúng ta thấy rằng nếu mình không để cho lòng thương xót Chúa ngự trị, các bạn không dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót, thì các bạn cũng giống như các tông đồ thôi. Lúc nào các bạn cũng hoang mang, cũng sợ hãi, lúc nào nhìn đâu cũng thấy ma, lúc nào cũng phải đóng cửa lại, đóng cửa tâm hồn mình lại. Mà Chúa mở cửa tâm hồn ra, Chúa hiện rồi mà vẫn không chịu nhận ra Chúa, mà vẫn tưởng là ma. Chúa nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em lại ngờ vực. Chúa cũng hỏi mỗi người các bạn hôm nay, sao lại hoảng hốt. Các bạn quạt sang người bên phải, người bên phải là hoảng hốt, người bên trái là ngờ vực. Chúng ta có hai người bạn, đó không phải là hai người bạn, mà là hai cái bóng ma nó đè trên chúng ta. Thứ nhất là hoảng hốt, sao lại hoảng hốt. Quạt sang người bên phải, các bạn hỏi người bên phải, này bạn ơi, sao lại. Người bên trái là ngờ vực, các bạn quạt sang người bên trái, này bạn ơi, sao lại. Mạnh lên, quạt sang người bên phải, này bạn ơi, sao lại. Bên trái, này bạn ơi, sao lại. Chúng ta thấy là hai cái bóng ma hoảng hốt và ngờ vực là hai cái bóng ma nó làm cho các tông đồ cứ hoảng sợ và không tin, hoảng hốt và ngờ vực.
Chúa nói tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lý do là vì ông không có lòng, không có lòng thì lúc nào cũng hoảng hốt và ngờ vực. Nếu mà mình có lòng thì mình sẽ không còn và không còn. Đấy, chị em thấy đến các bạn đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót, mình sướng được cái đó, hạnh phúc được cái đó, là mình không có hoảng hốt và không có ngờ vực, vì mình xác tín rằng những gì Chúa nói phải được thực hiện, những gì Chúa hứa chắc chắn Ngài không bao giờ là Ngài quên. Và những gì Chúa đã nói với chúng ta qua Thánh nữ Faustina, cái điều đó chắc chắn sẽ phải xảy ra. Đấy là nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác. Đấy là ai kêu cầu ta trước tấm ảnh này, ảnh lòng Chúa thương xót, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù và không để họ phải thất vọng bao giờ. Đấy, đó là ai mà lần chuỗi lòng Chúa thương xót dù chỉ một lần trong cuộc đời của mình thôi, thì giờ ra đi của họ Chúa cũng tìm mọi cách để Chúa cứu vớt những linh hồn ấy khỏi bị hư mất. Đấy là những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ che chở họ như người mẹ chăm sóc con thơ, sẽ chăm sóc người ấy như mẹ người mẹ chăm sóc con thơ. Ta sẽ che chở bảo vệ họ như là vinh quang của ta, và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Thì khi mình nói về lòng Chúa thương xót, khi mình loan truyền lòng Chúa thương xót, khi mình làm chứng cho lòng Chúa thương xót với trọn niềm tín thác như vậy, thì trong lòng mình không còn một chút bên chắc phải, không còn một chút hoảng sợ bên phải mình, không còn một chút, và lòng mình không còn một chút, không còn một chút ngờ vực nào cả. Vì tin rằng ngày hôm nay quyền năng lòng thương xót Chúa đang hoạt động mãnh liệt trên thế giới này. Vì tin rằng ngày hôm nay quyền năng lòng thương xót Chúa đang chiến thắng sự chết, chiến thắng sự dữ, chiến thắng bệnh tật, và cho các bạn được sự bình an đích thực. Và khi các bạn có được sự bình an đích thực như vậy, thì Chúa nói các con là chứng nhân về những điều này. Các bạn nghe đó, đây là lệnh truyền của Chúa. Các con phải là chứng nhân. Các con phải là chứng nhân. Các bạn cầm ai có cuốn tập san giờ mẹ đi với Chúa màu đỏ mạnh lên. Các con phải là chứng nhân. Ai có cuốn sách cầm cao lên. Các con phải là chứng nhân. Mỗi người chúng ta phải là chứng nhân. Chứng nhân về niềm hy vọng, chứng nhân về niềm vui, và chứng nhân về sự sống. Các bạn trẻ ngày hôm nay, mời các bạn làm chứng cho mọi người thấy rằng chúng tôi là những người có niềm hy vọng và là chứng nhân của niềm vui mừng. Chúng tôi là chứng nhân của niềm vui mừng. Chúng tôi là chứng nhân của niềm hy vọng. Chúng tôi là chứng nhân của niềm vui mừng. Nhớ, hy vọng và vui mừng. Thế giới ngày hôm nay tràn đầy những thất vọng, tràn đầy những đổ vỡ. Gia đình nào cũng đổ vỡ, gia đình nào cũng tan nát, gia đình nào cũng rạn nứt. Lấy nhau chưa được ít bữa thì đã nghĩ đến chuyện ly thân ly dị. Ở với nhau đến 50 năm rồi mà vẫn cứ nghĩ đến chuyện là đường ai nấy đi. Biết bao nhiêu gia đình đã không còn niềm hy vọng, không còn niềm vui nữa. Các bạn trẻ ngày hôm nay bước vào đường vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ qua. Bước vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ qua. Rồi các bạn thất vọng và các bạn nói rằng thôi rồi tôi chẳng yêu ai kể từ khi pháo nổ rượu hồng. Rồi bạn tức quá, các bạn nói rằng giết người đi, giết người trong mộng đã vội thề. Giết người đi, giết người quên tình nghĩa phù thề. Rồi cuối cùng, làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếm phù phàng có. Rồi cuối cùng thấy cuộc đời mình thất vọng, chán nản, ngã lòng quá. Đi đâu cũng không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu. Không, 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 tôi không còn, tôi không còn.
yêu em nữa em ơi. Đầy những thất vọng, đầy những chán nản, đầy những ngã lòng. Và các bạn nghe những bài hát toàn là nói về những cuộc tình tan vỡ, nói về những cuộc tình đổ vỡ. Vậy thì các bạn trẻ ngày hôm nay đến với lòng Chúa thương xót, các bạn phải là chứng nhân của niềm hy vọng và chứng nhân của niềm vui, không còn hoảng sợ và ngờ vực. Ngờ vực thì đánh mất niềm hy vọng, hoảng sợ thì đánh mất niềm vui. Không hoảng sợ, không ngờ vực mà tràn đầy hy vọng và niềm vui. Các bạn quạt sang cho người bên phải là hy vọng. Chúng ta là phải là chứng nhân của niềm hy vọng và là chứng nhân của niềm vui. Chứng nhân của niềm hy vọng và là chứng nhân của niềm vui. Chứng nhân đó người ta đến với giáo điểm tin mừng, thấy các bạn tham dự thánh lễ, từ bài hát đến đại điệu đàn đến đọc kinh, nó sốt sáng, nó nhịp nhàng, nó vui tươi, nó không có ê a, nó không có kề cà, nó không có nhão nhão như là cái băng nó nhão rồi kết mà thế về dành thiên chúa nghe nhà nghĩa chẳng không. Thưa anh chị em, các bạn phải làm cho người ta thấy được là một cộng đoàn trẻ của giáo điểm tin mừng thánh lễ chiều thứ bảy là một cộng đoàn sinh động, một cộng đoàn năng động, một cộng đoàn sống động. Sinh động, sống động và năng động, đấy là chứng nhân của niềm vui và niềm hy vọng. Nào 12 bạn lên đây. Bạn tên là gì? Cha là con tên là Vũ Thị Hương ạ. Con ở giáo xứ Nam Môn, giáo phận Bùi Chu ạ. Con 24 tuổi ạ. Còn bạn? Con là Phê-lô Hoàng Văn Tháp ạ. Con để giáo xứ Nam Môn, giáo phận Bùi Chu ạ. Năm nay con 33 tuổi ạ. Người 24, người 33, hai bạn có quen biết gì nhau không? Dạ con là vợ chồng ạ. Rồi, cho mời tạm phát tay tạm hai bạn trẻ. Thầy hai bạn được ơn gì của Chúa hôm nay, các bạn lên đây bạn làm chứng cho niềm hy vọng và niềm vui về lòng Chúa thương xót. Thưa cha nào, con bị trầm cảm từ hôm 30 Tết ạ. Con đã đi khám ở bệnh viện phụng ở Trung ương, tâm thần Trung ương ạ. Con lấy thuốc về con uống được 15 ngày thì không đỡ ạ. Con được vào đây là con làm chứng cho Chúa, là con bước chân xuống giáo điểm tin mừng là con cảm thấy là người vui tươi và bình an của Chúa là tràn ngập trên con. Hallelujah. Các bạn nghe một người trẻ nói con đi trầm cảm từ hôm Tết đến giờ mà đi bệnh viện Trung ương tâm thần uống thuốc chẳng vui gì cả. Bạn ấy vào trong này đặt chân đến giáo điểm tin mừng được tràn đầy bình an, tràn đầy niềm vui. Đấy, đó là cái ơn mà Chúa ban cho các bạn khi các bạn đặt chân đến với giáo điểm tin mừng, khi các bạn ghi mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Làm sao bạn biết được giáo điểm tin mừng mà bạn đến đây? Thay vì bạn đến bệnh viện tâm thần thì bạn đến bệnh viện lòng thương xót. Thưa cha, là con xem ở trên mạng là con biết giáo điểm tin mừng, là con bảo chồng con là đi vào đây để khấn lòng thương xót Chúa. Vào đây là con thấy mọi người là rất là đông đảo và rất là sốt sắng cầu nguyện. Rồi bạn còn cảm thấy chán đời không? Dạ không ạ. Bạn còn cảm thấy chán sống không? Dạ không ạ. Trước đây thì sao? Trước đây là con cảm thấy là cuộc sống là dường như bế tắc vào cuộc sống là toàn màu đen tối ạ. Và con là một con ăn không biết no. Vâng. Cha, nếu mà mùng 1 Tết á mà vợ con bị, mà nếu mà cộng đoàn đây ai mà ngồi với vợ con thì không nhở tóc gáy cũng nổi cái da gà. Vợ con nói những câu là nếu mà nửa đêm mà ai phải bạo lắm mới dám ở với vợ con. Mà lại ăn thì con nói thực sự nói cha cộng đoàn đây thì một bữa có thể 4-5 bát cơm ăn không biết no. Mà mang bao nhiêu cũng ăn, ngày ăn 4 bữa được, 5 bữa được. Vợ con ngày trước có 38kg thôi, mà bây giờ là vợ con là 56kg. Mà vợ con thì bắt đầu năm bình hôm 1 thì vợ con cũng nói con một câu là anh chỉ phải mai vào giáo điểm tin mừng thì phải chữa cho em được, còn nếu mà anh mang em đi đâu không chữa được cho em được đâu.
Thì thực sự cha là một gia đình của con thì con được Chúa ban cho ba đứa con. Thì mất một còn hai ạ. Mà vợ con thì lại thực sự là rất thích con trai. Mà cháu lại là mất, là vợ con thích con trai. Nhưng mà cháu lại sinh ra là cháu lại mất luôn. Vậy là đúng mùng 6 mùng 1 Tết là vợ con là từ một người rất bình thường, con không tưởng tượng được là vợ con quay gần như là quay lưng lại luôn. Là ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi là lúc tỉnh lúc say không biết nói nào mà lần. Mà con thì lúc đấy nó thực sự cha là con buồn lắm. Con chỉ biết ở mặt bên trên là Chúa ban cho con một cái thánh giá trong cuộc sống ấy, thì con vẫn vác. Nhưng mà thực sự con gặp chuyện này là nó quá sức với con. Thì nếu mà Chúa hãy cho con một cái dấu hiệu nào đó để cho con chữa được vợ con. Chứ bây giờ toàn con thơ mà lại ở nhà coi vợ nữa thì con khổ quá. Thì có những lúc con thực sự cha, có những lúc con giật mình là vợ con đã ra bờ ao ngồi rồi. Mà cũng có tư tưởng là lúc đấy cái thời kỳ là vợ con đang bệnh là cũng là đã từng ra bờ ao rồi. Mà cái bệnh này thì mang lên viện thì người ta cũng chỉ nói chung chung nó là thần kinh. Mà ở rất nhiều người cũng nói là vợ mày có người theo. Thì có những đêm con thực sự cha là nó mệt quá, nó đều đi nó ngủ, mở mắt ra thì thấy vợ mình đang mở mắt nhìn mình, giật mình. Bước chân xuống đến giáo điểm, cái nào vợ con còn phải hơn con. Vợ con đi vào đặt tay, lúc đó là anh ấy chưa làm vào ạ. Mà con đứng nắng thì khoảng tầm nắng tới 15 phút con không chịu được. Về chỗ đông người là con không chịu, con là một xỉu rồi. Mà vợ con đứng cách con khoảng tầm 2 mét người ta run. Con đi với một ông chú ở Bình Phước xuống nữa. Mà ông chú bảo thôi ra ngoài không chịu được nữa. Con bảo thôi nếu mà để vậy mà mai mà cứ run đẩy cái này nó mất xỉu ra đấy thì cũng khổ. Mà để chen vào bàn đôi đó ra thì không chen được, chỉ đó ra cửa bên ngoài này đứng đợi nè. Con thấy một lúc là mồ hôi mồ kê ướt, xong bắt đầu đặt tay bảo em vào được rồi, anh hơi yếu. Em vào được rồi, anh có vào được không? Con không vào được ạ, vì... Chứ là thấy một người có 23 tuổi, 24 tuổi, một người 30, 33 tuổi thành vợ chồng với nhau, con cưới năm mười mấy tuổi? Con cưới năm chưa được 18 tuổi. Và được ba đứa con. Vâng, vâng, ba đứa con mất một. Và chúng ta thấy là cái bệnh trầm cảm, và đây là cái căn bệnh thế kỷ. Dường như là nhiều người, rất nhiều người bị căn bệnh đó. Có những bà lên đặt tay tới 70 người, chúng ta còn đang trầm cảm. Chúa tôi, có những ông cũng 70 mấy rồi, chúng ta trầm cảm rồi, cho ông trầm cảm. Thưa cha, là con bé thứ hai là con ạ. Đi siêu âm lúc 4 năm tháng, nó có đi siêu âm là bác sĩ bảo là bị thấp não một bên ạ. Là cha, là con nhắn tin vào cha, xin cha cầu nguyện cho cháu được mạnh khỏe. Và họ hẹn 2 tuần sau là đi siêu âm lại là cháu đã bình thường và đẻ ra rất là xinh xắn và rất là đáng yêu ạ. Hallelujah! Hallelujah! Thưa cha, là bé đứa đầu nhà con là được 14 tháng là bị u máu ạ. Là bác sĩ bảo là cái này phải mổ. Để về thì con khám thì họ cho con về theo dõi là nếu mà cái bớt này mà nó hết được thì là không thể lên nữa, mà không hết thì phải làm nên để làm thủ tục để mổ. Và con về là con xin Đức Mẹ cầu nguyện cho cháu là cháu bây giờ cháu đã được khỏi bệnh ạ. Hallelujah. Rồi con vô đây được mấy ngày rồi? Con vô đây được một tuần ạ. Hôm nay là 8 ngày rồi. Và con với chính bản thân con, trước kia con có biết con có biết làm thứ cho Chúa và con tin làm thứ cho Chúa không, hay là chỉ khi từ khi vợ con bệnh thì con mới biết? Thực sự là hai vợ con lúc yêu nhau là đã từng lễ ở nhà thờ của cha. Ngày trước hai vợ chồng con cũng sốt sắng lắm. Nhưng mà một bước ngoặt khi con làm ăn trong này nó xảy ra nhiều chuyện quá, mà con về quê thì lúc đấy là cơm áo gạo tiền nó đè nên là con có những lúc có tháng đọc kinh cũng buổi nào đi lên đến nhà thờ gọi là cũng là chỉ có mặt thôi. Nhưng mà đúng là khi vợ con bị bệnh thì lúc đấy con mới cảm giác được là Chúa có thương yêu vợ chồng con. Là như bài hát của trong lòng Chúa thương xót, đúng như vợ con được một cái ơn như dìm vào trong cái biển của lòng thương xót của Chúa. Chứ nếu vợ con mà không được ơn thì con thực sự là cũng không biết nối nào để mà lần về cuộc sống này nữa. Con cảm ơn cha.
sẽ tặng cho vợ chồng chúng con đấng mà giải thoát con khỏi cái bệnh trầm cảm. Trầm cảm tức là hoảng sợ và ngờ vực, đó là trầm cảm. Vì đánh mất niềm hy vọng và đánh mất niềm vui, đó là trầm cảm. Và chỉ toàn là ngờ vực và hoảng sợ, đó là trầm cảm. Sợ ánh sáng, sợ chốn đông người, đúng không? Dạ đúng ạ. Con có sợ chồng con không? Dạ con sợ, con chỉ khép kín một mình con. Thưa cha, là con được một ơn ạ. Con bị bẩm sinh từ nhỏ bị mụn nhọn ở chân tay, mùa nóng rất là nước nó chảy mủ la, rất là xót ạ. Và bây giờ con đã được chữa lành, bây giờ chân tay con nó lành nặng không còn mụn nữa. Cái này nó đứng lên chắc là còn kể nhiều hơn nữa thôi phải. Bây giờ mình và đại diện lòng thứ nhất Chúa thì ơn nhiều lắm. Đây là cái máy 365 bài giảng. Thôi nhỉ. Rồi, về con trở thành chứng nhân. Không phải chỉ ở đây mà chúng con phải ra về và tiếp tục đi loan báo lòng Chúa thương xót cho mọi người, làm chứng cho mọi người rằng Chúa đã chữa lành cho vợ chồng chúng con, đem lại cho chúng con niềm vui và niềm hy vọng, không còn hoảng sợ và ngờ vực nữa. Chúa chúc lành cho chúng con. Tài xế 16 năm con xin cha một cái móc khóa. Tài xế 16 năm xin một móc khóa. Đây, móc khóa đây con, Chúa chúc lành cho con. Nha, rồi Chúa nhìn với con trên vạn nẻo đường, rồi mời cùng. Rồi con tên là gì? Thưa cha và cộng đoàn, con là Mai Dung, con ở Thanh Hóa, con là lương dân. Một người lương dân, con bao nhiêu tuổi? Con năm nay con 48 tuổi. 48 tuổi và đây là? Chồng con ạ, chồng con năm nay 51 tuổi ạ. Thưa cha và cộng đoàn, con thì được rất nhiều ơn của Chúa. Tuy nhiên con lương dân nhưng mà con là cái năm 8 tuổi. Đến thời gian thì không có phép nhưng mà con có thể... Và có mấy lời thì con thưa với cha và cộng đoàn. Cái năm 88 tuổi con đã gặp được một cha. Đấy. Từ đấy trở đi thì con luôn nào con cũng tin về Chúa và bên giáo bên cha và Chúa. Thì sau đấy thì con cũng rất là đưa nhiều người như nhà con thì được rất nhiều ơn. Như là con có 4 người con đấy thì con học nó cũng kém ấy, nhưng mà con cứ muốn lần con học một cái gì đấy. Thì con lại xin với Chúa, con đi khấn ở đầu tiên là con khấn ở quê. Rồi, đấy là bây giờ con kể cho mọi người nghe cái ơn mới nhất đây, là người chồng của con đây. Thì con được, cái ơn nào con cũng được hết, nhưng mà con kể ơn mới nhất. Thì là nhà con cách đây khoảng 2 năm về trước, thì nhà con là anh ấy ngã xe. Sau đó là anh ấy bị tai biến hết, nhà con mổ mất 4 lần vì cái sọ đấy rồi. Nhưng mà người nhà con vẫn tỉnh táo, thì khi con lại trao đổi với cha và cộng đoàn. Thế nhưng mà cái khi anh bất tỉnh ấy, thì anh mất 1 tháng 6 ngày là anh không có tỉnh. Thì sau ấy con cũng đưa về nhà thì hơi tỉnh mơ mơ đấy ạ. Nhưng mà có các cái bà vào thì con sống ở đấy toàn có bên giáo cả. Thế các bà bên hội thương xót đưa một cái đài của cha. Thì đến nhà con nghe thì từ từ nhà con tỉnh lại thường thường như thế. Mà bây giờ nghe đến bây giờ luôn ạ. Thì khi nhà con tỉnh thì con cũng đã nhắn tin vào cho cha luôn. Thì cha cầu nguyện cho con thì tỉnh ra. Con lại cũng mua một cái đài, nó không hay như thế là đài của cha các bà đưa đến. Thế thì nhà con luôn luôn nghe, thì đến ngày nay nhà con như thế này thì anh ấy vẫn khao khát là được gặp cha và cộng đoàn. Thì cũng khó khăn lắm, từ ngoài Bắc con đưa vào đây thì con đã đưa vào được 3 ngày rồi ạ. Đấy, thưa cha là giờ nhà con được như thế này thì con cũng mong muốn là cha và cộng đoàn khấn cho nhà con được. Hallelujah! Con chia sẻ rồi, con tên gì? Thưa cha và cộng đoàn, tên con là Nguyễn Văn Hoan, người từ ngoài Bắc. Con 51 tuổi. Rồi con nghe về những tài về lòng Chúa thương xót, con cảm thấy thế nào? Con cũng cảm thấy tin tha vào Chúa, là nhờ cha cầu ca với cộng đoàn cầu nguyện cho con, mà năm ngoái con nằm ngửa, năm nay con đứng vẫn đi được. Bây giờ con vào ông ta ơn Chúa và cảm ơn cha với cộng đoàn. Thưa anh chị em, một người mà bị tai biến, phải không? Bị đụng xe. Nhà con đụng xe này con vẫn đi được kìa, cha, nhưng mà do anh tai biến ấy ạ. Vâng, tai biến và bị liệt. Anh nói là năm ngoái là anh nằm ngửa thôi, chứ là nằm bất động, không có đi đứng và không có nói năng gì được hết. Và đã trải qua 4 lần.
4 lần mổ não. Vâng, trải qua 4 lần mổ não, mổ sọ. Và lúc này anh đã đi lại được, nói năng được, dĩ nhiên đi lại còn khó khăn. Nhưng mà từ ngoài Bắc mà đi vào đây, xem nghĩ thế nào, từ Thanh Hóa mà đi vào đây, lại là người ngoại đạo. Mà chúng ta nghe lời của anh ấy nói là con mong ước con vào đây để con tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa, chứ không hề vào đây để mà xin cho mình khỏe mạnh, mình đi lại mạnh dạn hơn, không cần thiết. Thưa anh chị em thấy cái ơn lớn của những người ngoại đạo là họ hoàn toàn tín thác vào Chúa và họ đến đây để làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Rồi đây cha, con gửi tặng cho con cái máy này. Con đi về, con là người ngoại đạo, là người biên lương như con nói, nhưng con có thể đi loan truyền lòng Chúa thương xót được không? Dạ, thưa cha và cộng đoàn, là con thì con có một cái máy rồi, nhưng mà con vẫn xin cái máy của cha để về cho con. Có một thằng cháu con thì em trai cháu nó bị suy thận, nên năm ngoái con cũng đã đưa cháu vào đây, mẹ con cháu vào đây để giờ cháu cũng khám bệnh thì cháu đỡ rồi, nhưng mà cái đài của cháu hư rồi. Hôm nay con lại xin nhận về, con lại tặng cho cháu nó. Và con cảm ơn cha và cộng đoàn, con xin tặng. Rồi, con ở ngoài Bắc con đã đi loan truyền lòng thương xót cho ai được chưa? Thưa cha và cộng đoàn, con dẫn rất là nhiều, thì con là nhân dân, nhưng mà con dẫn đến mức cách ở vào đây thì con chưa đi được nhiều lắm vì chồng con bị như này. Nhưng con đến những đền ông Thánh An Tôn này, đền Hóc Môn này, đền Chúa Bà Thánh Teresa này, rồi con đến chỗ mộ cha Dương Vĩnh Phúc. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Rồi đây là cái có cái quạt rồi đúng không? Rồi đây là cái tràng chuối. Anh có tràng chuối chưa? Rồi chưa có, tôi tặng cho anh một cái tràng chuối nha. Đeo vào tay, thích không? À, có. Rồi đây tôi tặng cho anh. Đeo vào, anh thích đeo tay này, tay nào? Tay ốm. Thích đeo tay nào? Tay di tạc ạ. Rồi chú chúc lành cho anh nha. Rồi cho đi xuống con này đi con. Đây, đây. Rồi còn bạn trẻ, mời bạn áo đen. Rồi mời bạn. Rồi ôm quần rách hết rồi. Con thân cha và cộng đoàn ạ. Con tên là Bùi Văn Bính ở giáo phận Thái Bình ạ. Con tên Bùi Văn Bính ở giáo phận Thái Bình ạ. Con được 2 ơn rồi. Cho anh ấy ngồi ngay ghế đầu đi, mấy người đứng dậy nhường ghế đầu cho anh ấy ngồi. Đứng dậy. Mấy bà ghế đầu đứng dậy. Mấy bà ngồi ghế đầu đứng dậy nhường cho anh vào đó, đó, cho anh vào đó. Đứng dậy mấy bạn. Đứng dậy ra ghế cạnh ngồi. Rồi, tập đi, tập biết chia sẻ, biết nhường nhịn cho người khác. Rồi mấy ngồi ghế đầu luôn đi. Phải đi lại nữa. Ngồi đi ghế đầu luôn đi, đó. Hai người ngồi đầu đứng dậy nhường ghế cho người ta. Rồi bây giờ chúng ta nghe Hallelujah. Rồi anh chị em nghe. Con được 2 ơn của Chúa. Ơn đầu tiên là cuối năm 2015 thì bố con nay con ở xe máy thì bị tai nạn, thì bị tụ máu não, rồi mất tỉnh mất. Con nói to lên, nó to lên, đàn ông mình chạy nó to lên. Không, đạo học cũng nó to lên được, tôi hét lên cho tao, làm chứng nó to lên, hét lên. Rồi, trở lại, nói lại, rồi, con tên là? Con tên là Bùi Văn Bính ở giáo phận Thái Bình ạ. Con được 2 ơn của Chúa. Thì ơn đầu tiên là cuối năm 2015 thì bố con na chở con bằng xe máy thì bị tai nạn tụ máu não. Thì bất tỉnh mất một tuần, thì đêm hôm con bị tai nạn thì em con có nhắn tin cho cha bảo là xin cha cầu nguyện cho anh con và bố con bị tai nạn, thì cha có gửi tin nhắn lại bảo là yên tâm, cha và cậu con sẽ cầu nguyện cho. Thì đêm hôm đấy thì bác sĩ bảo là mổ não, thì nhận được tin nhắn đấy thì sáng mai ra nữa thì không phải mổ nữa. Thì ơn thứ hai là Hallelujah. Ơn thứ hai là bị tai nạn đấy, bị liệt mất 3 tháng, không tay trái chân trái là không cử động được. Thì con sang các dì ở Trung Ninh thì chân cứu cho con. Thì sáng thì con lần chút mân côi trưa thì
3 giờ thì con lại nằm chuỗi lòng con sót, thì 2 hôm thì tự nhiên con đứng dậy con đi như bình thường rồi. Thì bây giờ... Giờ tay được không? Vẫn bây giờ như khỏe 80% rồi dạ. Hallelujah! Thưa anh chị em, một người mà bị liệt nửa người hết bên trái suốt 3 tháng trời mà hôm nay đang đứng trước mặt chúng ta. Giơ tay, khỏe, tay, khỏe, tay, xuống. Đấy, đấy. Hallelujah! Làm sao con biết được các điều tin mừng hôm nay con đến đây để làm chứng? Con theo cộng đoàn ở giáo họ của con rồi ạ. Cộng đoàn con đi thì cũng có 16 người. Rồi, đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thưa anh chị em, con là bao nhiêu tuổi rồi? Con năm nay 24 tuổi. 24 tuổi, có người yêu chưa? Con đang... Các bạn đang gì? Đang bị kiểu độc thân ấy ạ. Ra hỏi đây, con có muốn đi tu không? Dạ. Con muốn đi tu không? Con chắc là không tu được. Rất là không tu được. Sao con nghĩ là con không tu được? Vì cha... Chú mới hỏi đi tu mồ hôi mồ kề nó đổ. Làm như là sắp đi tu mà. Lý do không? Bạn ấy bảo là nhìn bà cụ 80 cũng nhìn kiểu gái vậy. Thì con... Đấy, con lấy cái gì cái bà 87 cái thằng này. Rồi, được chưa? Rồi, xin chúc lành cho con nha. Rồi, con à? Con biết làm chứng à? Rồi, thưa anh chị em, một bạn, các bạn thanh niên, các bạn thanh niên thân thân cô này lên kiểm tra cái. Các bạn thanh niên ra khai nhìn con này lên người ta. Rồi đây, thanh niên luôn. Rồi phần xúc, rồi cái lệ. Rồi, chúng ta một bạn trẻ ngồi trên xe lăn đưa tay lên để lên làm chứng cho Chúa. Con giới thiệu cho mình biết con tên gì? Con chào cha là Ngọc Đoàn ạ. Con là Anna Nguyễn Đình Thơ và con ở ngoài Hà Nam ạ. Con ở giáo xứ An Phú, giáo phận Hà Nội ạ. Con năm nay con 23 tuổi ạ. Rồi, con 23 tuổi, cho mọi người biết tại sao con phải ngồi xe lăn như thế này và ngồi từ bao giờ? Dạ, con muốn lên làm chứng cho Chúa là con được ơn Chúa là biết chấp nhận ra thánh giá Chúa. Con cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Anh chị em nghe em, được ơn của Chúa không phải là được khỏi bệnh. Nhưng mà bạn này được ơn của Chúa là ơn biết chấp nhận vác thánh giá theo Chúa. Con cho mọi người biết con bị bệnh này từ bao giờ? Dạ là con 13 tuổi ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ấy ạ. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sắp tới đây là con tròn 10 năm mà con ngồi xe lăn thế này ạ. Con bị tai nạn giao thông ạ. Con đi xe đạp tông cái taxi nó tông vào con ạ. Nên con bị gãy cột sống đất tủy ạ, xong con bị liệt thế này ạ. Xong con phải ngồi xe lăn. Bị liệt nửa trên hay nửa dưới? Nửa người từ trên này xuống ạ. Bị liệt dưới chân, còn tay con vẫn khởi động được. Con chỉ vì hai chi dưới, hai tay con vẫn bình thường ạ. Suốt 10 năm trời lễ Chúa Thánh Thần xuống là kỷ niệm 10 năm bị đi xe đạp, rồi taxi đã tông và con bị chấn thương cột sống và bị liệt hai chân. Suốt 10 năm, 23 tuổi là con bị từ năm 13 tuổi. Và con nói là con được ơn của Chúa như thế nào, sao con nhận ra đó là ơn huệ. Mà mới đầu con bị như vậy thì con thấy khó chịu như thế nào, chia sẻ cho các bạn trẻ nghe. Dạ, hồi đấy con cũng còn nhỏ thôi ạ, con vẫn còn vô tư lắm, không nghĩ nhiều gì đâu ạ. Nhưng mà lúc đấy bác sĩ nói con, nói với bố mẹ con là con chỉ ngồi xe lăn suốt đời ạ. Con
chả biết tại sao thầy thốt ra một câu là tương lai của mình chấm dứt từ đây á. Nhưng con nói thế thôi, cũng không buồn nhiều lắm ạ. Rồi con cũng đi chữa nhiều nơi, cũng không có thuyên giảm, xong rồi con cũng về nhà, thôi không đi chữa nhiều nữa. Xong là hôm đấy con có đi, con có mua một cuốn sách về đọc ấy ạ. Xong trong cái cuốn sách đấy nó có câu là Chúa là mình trở nên khuyết tật vì người tin rằng mình có khả năng chịu đựng ạ. Thế là nhờ câu đấy con cảm thấy vững tin vào Chúa hơn và thấy bình an hơn. Rồi sau đó là làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay con lặn lội từ ngoài Bắc đi Sa Lăng vào đến đây để con làm chứng cho Chúa? Dạ, con biết cha từ năm cha về sở kiện làm lễ ạ. Cha nhớ không ạ? À, thế nhớ chết liền. Tại vì cách đây khoảng 5 năm phải con hả? Phải không? 5 năm là chúng tôi đi cử hành đại lễ lòng Chúa Thương Xót trong vòng 3 ngày mà chúng tôi đi 9 giáo xứ. Cứ sáng, trưa, chiều, 3 ngày là 9 giáo xứ. Và trong 9 giáo xứ đó thì có một nơi gọi là giáo xứ Sở Kiện. Và khi đến giáo xứ Sở Kiện thì dòng đoàn người nó đông vô cùng, tràn ngập hết, anh chị biết nhà thờ Sở Kiện to như thế. Và cái quảng trường ngoài sân nó rộng như thế mà ngập kín mít người, không còn cái chỗ nào cả. Đến mức độ mà muốn từ bên trong quần áo mà đi ra ngoài làm lễ phải chen ra mới đi ra được đến nơi làm lễ. Và đó là câu chuyện mà cô ấy bảo là gặp tôi ở nhà thờ Sở Kiện. Rồi từ khi đó gặp ở đó rồi sao con kể tiếp cho mọi người nghe. Hôm đấy con đi muộn ạ, con bắt taxi lên muộn. Thế con ở trên, con cũng lên cố lên cánh gà. Xong là lễ sau con cố nán lại để chờ lên gặp cha ấy ạ. Nhưng mà lúc đấy mọi người về hết rồi, con thấy bóng cha ở trên hầu hầu ấy ạ. Con bảo mẹ ơi cha kìa, đuổi theo đi. Thế là con mới đuổi theo và sang cái cánh gà bên kia, tự nhiên thấy cha đi mất đâu mất tiêu, chả thấy đâu nữa. Con kia. Lúc đó là con ngồi xe lăn chưa? Lúc đấy con ngồi rồi ạ, con bảo mẹ con đẩy con đuổi theo cha mà. Nhưng mà sang cái cánh gà bên, tự nhiên thằng bên này con đuổi đi vòng vào sau ạ. Sang bên kia thì tự nhiên chả thấy cha đâu nữa, hay là mình hoa mắt nhìn thấy ông cha. À, rồi sau nữa kể, con kể tiếp cho mọi người nghe. Sau là hồi đấy sau đó con cũng không biết gì về trang web, về tin tức gì của cha nữa. Sau đến năm 2015 ấy, anh thứ hai của con cưới ấy, anh con ở trong ca đoàn Maria Odetti ở Thái Hà. Thế là hôm đấy anh em cưới thì thấy cả ca đoàn về chơi ấy. Thế là chị ở trong ca đoàn đấy con ngồi nói chuyện với con cha, xong chị giới thiệu trang web tín thác mà muối cho đời cho miên pho. Thế đồ đấy con, hồi đấy con đi chạm. Rồi xong con quyết định con vô đây. Con muốn vô lâu rồi nhưng mà không có điều kiện, như không có. Bố mẹ con không cho con đi được, đến giờ con mới vô được. Anh hôm nay, anh con, mẹ con và ngoại con với em gái con đi vào đây ạ. Sáng đi bay vào đây ạ. Rồi con vào đây con thấy thế nào? Dạ mọi người rất cầu nguyện rất sốt sáng và bình an. Hallelujah. Anh Dâm thấy không, khi mà có cái niềm vui nó diễn tả ra khuôn mặt, khi mà có bình an nó diễn tả qua nụ cười. Chúng ta thấy một cái người mà 10 năm ngồi xa lăng, một người biết rằng suốt đời mình sẽ ngồi xa lăng, người ta không than thân trách phận, nhưng mà lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tươi. Và đó là một ơn rất lớn thưa chị em. Ơn mà Chúa nói rằng con đứng dậy khỏi, dễ không? Đối với Chúa dễ không? Dễ không? Có cần phải cô này công tác gì không? Không, chỉ cần cố tin thôi. Nhưng mà cái ơn là con ơi, như là con nói, Chúa ban cho con sức mạnh để vác thập giá theo Chúa, đồng hành với đau khổ của Chúa. Ơn cho con chịu đựng ngồi xe lăn suốt đời mà vẫn bình an. Ơn đó lớn hơn bất cứ ơn nào khác mà ta bảo là ơn được chữa lành. Cái ơn chữa lành mà đứng dậy, ngồi xe lăn này đứng dậy mà đi không có khó, không có khó. Mà ơn mà ngồi xe lăn suốt đời mà vẫn bình an, chấp nhận vác thập giá theo Chúa, đấy là cái ơn mà không phải ai cũng dễ đón nhận được. Mình biết đó là ơn nhưng mà không muốn đón nhận vì ơn đó khó quá, ơn đó đau quá, ơn nó phải chịu đựng quá, ơn nó thử thách quá, ơn đó phải đòi hỏi duy nhất có thể đi hết cái con đường đó là tín thác.
cái con đường tín thác mà con đi. Cha nếu mà gặp hoàn cảnh của cha cũng không biết mình có đi nổi hay không. Thôi cha tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Cha chúc con được đi hết cái con đường mà con đã chọn. Con đường con chọn là chấp nhận vác thánh giá theo Chúa. Bao nhiêu bạn trẻ, thưa các bạn hãy nhìn đi. Một người bạn trẻ 23 tuổi, 10 năm ngồi xe lăn vẫn vui cười ở giữa chúng ta, vẫn tươi vui ở giữa chúng ta. Các bạn mới bị đau một tí, các bạn đã than. Các bạn mới bị một điều không vừa ý là các bạn giận. Các bạn mới bị người ta nói một tí là các bạn hờn. Các bạn mới bị người ta đụng chạm tự ái một tí là các bạn nổi điên lên. Rồi các bạn mới bị đau khổ một tí là các bạn kêu ca, các bạn khóc lóc, các bạn than thở, các bạn than thân trách phận. Đây, các bạn nhìn đi. Chứng nhân của lòng Chúa thương xót là đây này. Không phải chứng nhân của một người đứng dậy khỏi bệnh, nhưng mà là chứng nhân của người lúc nào cũng cười bình an cho các con. Chứng nhân của niềm hy vọng, chứng nhân của niềm vui ngày hôm nay đang ở giữa chúng ta. Ta tặng cho con cái máy 365 bài giảng, lúc ngồi con nghe nha, để Chúa giúp cho con. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chuỗi hạt, đây cho con. Đó, cho con đầu bé lọt vừa. Đây móc khóa lòng Chúa thương xót. Còn gì đâu, đủ hết chưa con? Anh chị em còn chưa? Rồi, sách chuỗi ảnh quạt rồi. Con vào đây tạ ơn Chúa, mới xin ơn là sao xin Chúa ban ơn cho con với những người bị chấn thương cuộc sống chúng con là luôn khỏe mạnh và không bị đen mồng ạ. Đen mồng ạ, tại vì bệnh của chúng con là ngồi nhiều là hay bị đen mồng lắm ạ, nên nhiều anh chị khổ lắm ạ. Bệnh loét mồng, đúng rồi thưa anh chị em, không tự mình chăm sóc cho mình được, phải nhờ người thân. Và nếu người thân chăm sóc không cẩn thận là khổ nhất là mông nó bị loét vì không có nhích lên được, nhất là trời nắng nóng như thế này, mồ hôi nó ra mà không có thay đổi cái thế mà cứ ngồi viết như vậy, tay chân không sao nhưng mà mông bị loét nó lở, và điều đó làm người ta rất đau khổ. Mà cô ấy nghĩ đến cái điều đó mà cầu nguyện cho cô ấy và các người đang bị ngồi xa lăng. Chúng ta còn rất nhiều anh chị em hàng ngày, mỗi ngày ở đây có phải tới 10 đến 20 anh chị em ngồi xa lăng đến đây, có khi ngồi từ sáng đến chiều mà vẫn vui tươi bình an như thế này. Chúa chúc lành cho con. Mọi người con gửi và xin ơn cha cầu nguyện. Rồi, xin cha cầu nguyện cho chúng con nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Và bây giờ là một người mặc áo dài. Thưa anh chị em, thưa các bạn, chúng ta thấy một chứng nhân của lòng Chúa thương xót đang ở giữa chúng ta và như thế. Và bây giờ mời chị lên chia sẻ cho mọi người về việc mà chị làm chứng cho lòng Chúa thương xót, chị loan truyền lòng Chúa thương xót như thế nào. Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con năm nay là 65 tuổi, con ở xứ Ninh Bình thuộc giáo phận Phát Diệm. Đầu tiên là con vào đây cảm tạ Thiên Chúa đã cho gia đình nhà con và mọi người đã được là con cái của Chúa. Và chúng con cũng chỉ mong sao mọi cộng đoàn phải cầu nguyện cho chúng con để sáng suốt và chúng con có sức khỏe để chúng con làm những nhân chứng cho Chúa một cách sống động, một cách thực tế, một cách họ không thể nào họ ngăn trở được chúng con. Vậy con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người để làm chứng? Vậy cha, là nếu như nói về ơn của con thì con kể có một tuần không hết. Thực sự như vậy, nhưng mà con chỉ nói một cái ơn thực tế là nhất như này. Ngay cái hôm con chuẩn bị con đi thì đêm hôm ấy con tay con nó đau, tại vì cái năm 16 là con vào đây là hồi cha mới về đây còn hoang vu trống vắng lắm, thì con bị tai biến, xong là con đi chữa bệnh ở trên Hà Nội, xong là gặp bà Ngân, bà chữa cho con, xong là con viết tin cái là về con đi luôn. Xong là cô con dâu nhà con ấy là người ngoại đạo mà theo cô ở trên Hà Nội, thì cháu nó đẻ đứa thứ hai,
mà lúc nào đi khám thì họ cũng cứ bảo là con trai, nhưng mà họ bảo là phải mổ. Vậy là con vào đây con bảo con phải tin vào Chúa để mẹ với bố vào đây để cầu nguyện cho con. Vậy là con vào đây mà tức khắc là về con nó đẻ một tuần nó đẻ luôn. Mẹ cho con uống không có phải mổ cái gì cả cho con. Con bảo đấy con biết chưa? Đúng là con cũng cảm tạ Chúa vì con của con nó là người đạo theo. Và từ cái đấy là nó có cái sức mạnh lắm. Xong là bây giờ chồng nó thì rất là khô khan, nhưng mà con tạ ơn Chúa là tối qua con đi về xong nó chẳng bao giờ mà nói động và đi lẽ đi giúp nó về nhà vậy. Con có dục lắm thì nó đi vậy, chứ còn nó cũng không xưng tội dứt lẽ. Con rất buồn, nhiều lúc con cũng khóc. Xong là con cứ bảo là bố làm thầy con đốt sách. Xong rồi hôm qua nó điện nó bảo mẹ ơi con đi công tác ở trong Sài Gòn này. Vậy mẹ đang ở đâu? Ở chị thì ra cái gì địa chỉ như thế nào cho con cứ đọc. Con bảo ở nhà bè, cứ hỏi là giáo điểm tin mừng cho cha Long thì ai cũng biết. Vậy là con mừng đêm qua con không ngủ được. 4 giờ con dậy con đọc kinh thì xin với xin Đức Mẹ chuyển cầu với Chúa để cho con đến ngày mai thì nó có mặt ở đây. Con bảo hễ mà con bảo với nhà con với chú nó đấy, hễ mà thằng Tuấn Anh du xe với Tuấn Anh mà nó đến đây là nó bị dính với Chúa luôn. Hallelujah. Hallelujah các bạn. Hallelujah. Rồi chị đã bị tai biến và bây giờ là chị đã được đi lại bình thường. Vâng. Ngay cái hôm chuẩn bị con đi thì đêm mấy hôm là tự nhiên con lại thấy Chúa thử thách xong nó đau đau xong con không ngủ được. 3 giờ đêm con dậy con tập nhắn tin cho cha mà con cũng nói với cha Linh Hướng còn chứ cha ơi con bây giờ đầu óc con nó thần kinh từ hồi con bị tai biến con cũng thần kinh cho nên con cô ấy và con vẫn tập nhắn tin mà cũng nhắn tin thì cũng bảo là chuyển rồi nhưng mà cha không trả lời thì con lại cầu nguyện Đức Mẹ là chuyển cầu đến Chúa để cho con sắp đi để con vào con làm nhân chứng cho Chúa mà bây giờ để cho con như thế này thì con không vào con làm nhân chứng cho Chúa được. Con cũng cầu nguyện để Chúa thương xót. Nhà con thì có 3-4 ảnh Chúa thương xót cho cha Linh Hướng cho con đi lan truyền mọi nói chung là con đi lan truyền xa lắm từ ở dưới cách xa được 30-40 cây và trong cha Linh Hướng cho con ảnh còn hồi cha vào đây và cha cũng cho con một ảnh thì con về con cũng chia sẻ hết con từng photo những sách vở là con cho người nọ người kia và trong cộng đoàn con mặc dù là cũng có cái cản trở nó rất là lớn lao nhưng mà con cứ tin tưởng vào Chúa. Con bảo nhất bằng con cứ chết con nằm ở trên giường vậy con cũng vẫn từ loan truyền rồi đi với Chúa. Hallelujah. Bạn, các bạn trẻ nghe nha, một người trung niên mà nói rằng nếu mà có nằm trên giường bệnh có loan truyền lòng Chúa thương xót đó, người bạn 23 tuổi của chúng ta ngồi trên xe lăn mà vẫn loan truyền lòng Chúa thương xót Chúa bằng một cái lời chứng hùng hồn là xin cho con được vắt thánh giá theo chân Chúa. Còn một người trung niên làm chứng cho lòng Chúa thương xót bằng cách là cho dù mà có bị đe dọa thử thách như thế nào, có chết thì chết, con vẫn cứ loan truyền lòng Chúa thương xót. Ước mong rằng các bạn trẻ ngày hôm nay cũng tiếp tục đi vào con đường đó. Và bây giờ chị có cái gì để mà gửi tặng cho cộng đoàn của chúng ta hôm nay? Kính thưa cha, là cái năm 96 con vào đây thì là về cái là con cũng Chúa thánh thần soi sáng cho con sao là con cũng làm một cái bài thơ thì để con nói về giáo điểm tin mừng lúc 2016 thì bây giờ con cũng xin cha và cộng đoàn hôm nay thì con cũng cổ cũng hơi đau đau cho nên nhưng mà có gì thì con tự biên tự diễn thì là có gì thì cộng đoàn cũng đi cha này cũng thông cảm. Thì con bây giờ đây là đầu đề là đến với lòng thương xót của Chúa này. Chúng con đến hành hương giao điểm tin mừng sao mà lưu luyến thế. Nay chúng con trở về với lòng thương xót của Chúa Cha. Mọi người muôn phương đến đây gặp nhau nét mặt hớn hở vui tươi tay bắt mắt mừng. Ai đã từng đặt chân nơi đây khi ra về luôn nhớ mãi bồi hồi. Quang cảnh hữu tình thật là thân thương thế. Mọi người muôn phương tụ họp nơi đây hồ hởi vui tươi
phấn khởi reo mừng. Chúng con về đây từ mũi Cà Mau đến địa đầu móng cái, mọi người từ hải ngoại muôn phương tụ họp nơi đây cùng chúng con để tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa đến muôn muôn đời. 3 giờ chiều chúng con đứng dưới tượng đài thương xót Chúa, cùng nhau dâng lời cầu nguyện xin Chúa thương xót mọi người trên toàn thế giới. Chúng con tin thác vào lòng thương xót của Chúa Cha. Giữa phong trần thanh cao gió mát, Chúa nhìn con nhìn Chúa ơi. Nghe Cha Long giao giảng tin mừng lòng thương xót của Chúa, chúng con ngậm ngùi nhớ về quá khứ, ngậm từng câu từng chữ trong lòng. Hôm nay chúng con đến đây chẳng có gì tốt lành, xin dâng lên Chúa những đau khổ và giọt nước mắt buồn phiền cùng cõi lòng tan nát của chúng con. Sao chúng con tội lỗi thế Chúa ơi, cả cuộc đời Chúa đã chịu khổ cực hình vì chúng con để cứu rỗi những linh hồn xa ngã quay trở về ăn năn sám hối. Xin Chúa thứ tha lỗi lầm của chúng con. Mọi người xin Chúa được nhiều ơn kỳ diệu. Nay chúng con đứng ra làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, thật là xúc động cao cả vô cùng. Chúa đã ban cho chúng con thật bao nhiêu ân phúc, ngàn ngàn lần chúng con quỳ gối cầu nguyện xin Chúa thứ tha lỗi lầm của chúng con. Nay chúng con chẳng có biết nói gì hơn nữa, chỉ một lòng cảm tạ Chúa cùng Đức Mẹ đến muôn muôn đời. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đó là những lời ngâm nga ngân để làm chứng cho lòng Chúa thương xót, gửi tặng chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điển tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn sách Con đường tín thác để chị ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Giờ đây mời các bạn chúng ta cùng cầm lấy cây quạt và cuốn sách Con đường tín, cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa, và các bạn làm và hát theo đúng cử điệu nhịp nhàng của chúng tôi ở trên này với trọn tâm tình. Khi các bạn hát, khi các bạn làm như vậy là các bạn là làm chứng cho Chúa, cho mọi người nhận ra, nhận thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên các bạn. Những người trẻ ngày hôm nay giờ này đang vui chơi, đang ăn chơi, đang ăn nhậu, nhìn thấy các bạn qua màn hình, nhìn thấy các bạn qua Facebook, nhìn thấy các bạn qua trang web, nhìn thấy các bạn qua YouTube, họ sẽ ngộ ra rằng là vẫn còn biết bao nhiêu người trẻ sống chết cho lòng thương xót Chúa, làm chứng cho quyền năng của Đấng Phục Sinh. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã chiến thắng tử thần. Hoặc là các bạn làm chứng rằng Chúa nay thực đã phục sinh, alleluia, alleluia. Hoặc là các bạn trở thành những người đi nói với mọi người rằng là chúng tôi đã hoang mang, chúng tôi đã sợ sệt, Chúa này thực đã phục sinh, chúng tôi hoảng sợ, chúng tôi hoang mang, nhưng Thánh Thần đã đến trên chúng tôi và chúng tôi xác tín rằng Chúa đã phục sinh, hallelujah. Chúa đã phục sinh, hallelujah.